Thưa quý vị, sáng 14 tháng 11 vừa qua, Chí Việt First News đã ra mắt cuốn sách Xứ sở những cô gái đi xe máy mặc áo khoác hoa của nhà văn người Đức Julie Sayes. Đây là một trong những quyển sách hiếm hoi của nhà văn nước ngoài viết về Việt Nam thời hiện đại. Xứ sở những cô gái đi xe máy mặc áo khoác hoa đã tập hợp những bài bút ký của nhà văn từng đoạt giải Thomas Mann Julie Sayes trong 3 tuần ở Việt Nam vào năm 2010. Các bài bút ký mang đầy tính hình ảnh ghi lại ấn tượng của cô về văn hóa và xã hội Việt Nam. Điểm thú vị là quyển sách du ký này không chỉ mô tả Việt Nam theo những gì đã có trong thực tế, mà Việt Nam qua góc nhìn của Julie Sayes còn được đối chiếu với văn hóa Đức, hệ tư tưởng Đức để bật lên sự khác biệt và một Việt Nam hoàn toàn mới lạ trong mắt người nước ngoài. Đây là dịp để độc giả Việt Nam có thể hiểu về mảnh đất này thông qua lăng kính của một người đến từ một nền văn minh khác và nhìn nhận lại tất cả những hỗn độn, mâu thuẫn và phi lý mà chúng ta đã cảm thấy quen thuộc tại Việt Nam. Mặt khác, quyển sách còn là nguồn tư liệu về hiện thực xã hội Việt Nam vào năm 2010, đúng dịp Việt Nam mừng ngàn năm Thăng Long, Hà Nội. Nguồn tư liệu này sẽ cơ sở để thu thập lại một phần hiện thực xã hội Việt Nam đương đại vốn liên tục đổi khác trong những năm qua. Sách do dịch giả Đinh Bá Anh phiên dịch và Trí Việt First News phát hành, ra mắt vào ngày 14 tháng 11.